cùng một dòng nhạc, nhưng mà khi chuyển sang nghe ở trên cặp loa chuyên về nhạc vàng TX-H265 thì các bác có thể thấy đó là cái giải cao, giải tép của cái bản nhạc khi mà xử lý qua cặp loa của TX thì nó vẫn có một cái gì đó rất là nhuyễn và rất là bay bổng. Bộ sản phẩm ngày hôm nay là sự kết hợp giữa Panasonic PMX70 và cặp loa TX-H265. Cặp này thì em cũng đang sale off cho các bác với mức giá là 3.500.000 một cặp loa bóng piano cực đẹp với màu vân gỗ màu vàng các bác nhé. Cặp loa đẹp thì chắc chắn rồi, không thể thiếu được hai vế căng của loa đầy đủ hết các bác nhé. Loa H265 là dòng loa hai đường tiếng. Các bác đợi em một chút, em nhớ lại cái mã của sản phẩm nữa. TX-H265, đúng rồi, đúng cái thông tin em vừa chia sẻ với các bác. Công suất của loa sẽ là 50W, trở kháng sẽ là 8 ohm các bác nhé. Cặp loa TX-H265 này thì có đầy đủ hai vế căng đầy đủ hết. Và đặc biệt cặp này thì sẽ có một cái màu sắc, đó là màu gỗ và phủ bóng piano rất là đẹp. Các bác nhìn thấy này, cực đẹp luôn. Cặp này chơi nhạc vàng trữ tình gọi là chấm hết luôn các bác nhá. Cực đẹp luôn đấy ạ. Nó cũng có kích thước tương đối to đấy. Chiều cao nó khoảng 30, chiều sâu là khoảng 26 và chiều rộng sẽ rơi vào khoảng 15cm. Sử dụng hai driver đường tiếng với bass đường kính khoảng 11cm, chép đôm đường kính 2cm. Ở mặt trước của TX-H265 thì sẽ sở hữu một cái lớp nhựa và driver loa được thiết kế bên trong cái lớp nhựa này. Đây là cái màng loa của con H265 được làm bằng giấy màu trắng, cho nên là nó sẽ có những cái điểm ố. Mức giá mà em đang sale off cho các bác là 3.500.000 các bác nhé. Cặp loa rất là đẹp, một trong những cặp loa cũng khá là hiếm khi mà đánh ở trở kháng 8 ohm và công suất là 50W. Bộ này chơi bolero trữ tình rất là hay. Chiếc ampli PMX70 vẫn có giá là 3 triệu các bác nhé. Em sẽ test cho các bác nghe thử cái bản nhạc bolero trữ tình. Đến bây giờ
sang hơn tình yêu gửi về em. 10 năm dài chưa mỏi, đời trai con trôi nổi vì nghe lời khắc khoải, quê mình đau xót em mơ. Trời biển khu trăng sang triền miên, nhưng tim tôi lạnh đầy ngồi viết trang thư này gửi người em gái thành đô. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. Cặp loa chơi bolero trữ tình rất là hay, đang được bán với mức giá là 3.500.000 các bạn nhé.